Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ tô màu một bức tranh về một nhân vật hoạt hình đấy. Và để biết nhân vật hoạt hình đó mình tô như thế nào thì mời tất cả các bạn hãy cùng theo dõi video nhé.